Tại trường Trung học phổ thông Dương Văn Dương, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp cùng với Ban dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Huyện ủy Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè tổ chức vòng chung kết cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm 2024. Cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương được chia thành hai vòng thi. Vòng 1 diễn ra từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của hơn 10.000 học sinh trung học cơ sở trên địa bàn huyện Nhà Bè tham gia. 100 thí sinh có thành tích xuất sắc nhất tiếp tục tranh tài ở vòng chung kết theo kịch bản game show Rung chuông vàng, gồm các phần thi ra khơi, vượt sóng, cập bến và đặt mốc chủ quyền. Nội dung thi xoay quanh kiến thức về biển đảo Việt Nam, vai trò của quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, cũng như các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, các kiến thức về truyền thống lịch sử, văn hóa, địa lý của địa phương. Dịp này, ban tổ chức cuộc thi đã trao tặng 15 xe đạp và 60 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện Nhà Bè. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Cảnh sát biển đồng hành với người dân do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Ban dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.